Xin chào các bạn, bản tin xe buýt ngày 4 tháng 10 năm 2022, Phan Cam tổng hợp hình ảnh hậu trường diễn xuất của Hứa Khải và Ngô Thừa Hân. Thế đoàn phim tình kỳ kia là sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.